Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách sử dụng và chỉnh giờ chiếc đồng hồ của hãng Seiko. Đây là dòng đồng hồ Seiko Premium, tức là thương hiệu đồng hồ cao cấp của hãng Seiko. Chiếc đồng hồ này có đặc điểm đó là đồng hồ kim trôi, tức là kim dây chạy rất êm. Các cọc số thì khá đơn giản với số tự nhiên, giúp chúng ta xem giờ rất là dễ dàng. Và đồng hồ này là đồng hồ radio way control, tức là tự động bắt sóng để chỉnh giờ. Tuy nhiên tại Việt Nam ấy thì nó sẽ có thể chỉnh thủ công được. Vì nếu là nó có bắt được sóng của Nhật Bản thì cũng sẽ chạy theo giờ Nhật thôi. Đồng hồ có hình bát giác với khung bằng gỗ tự nhiên, màu vàng nhạt và điểm viền bạc màu sáng. Ở mặt sau thì các bạn sẽ quan sát thấy mã của đồng hồ là KS215B. Đồng hồ này sử dụng 4 viên pin tiểu kích cỡ 2 chữ A. Và đây máy của đồng hồ là máy SKC. Phía dưới này các bạn sẽ nhìn thấy hệ thống nút điều khiển, giúp chúng ta chỉnh được giờ cho đồng hồ. Chỉnh giờ cái đồng hồ này cũng không khó đâu ạ. Các bạn nhìn thấy có một nút gạt đây. Gạt sang bên phải này là Auto và Start, tức là để chế độ chạy và tự động chỉnh giờ này. Còn gạt sang bên trái này là chỉnh bằng tay và dừng lại. Và khi đó thì cái nút dưới này sẽ là điều chỉnh từng phút một. Bấm và giữ thì sẽ là điều chỉnh nhanh. Còn gạt sang bên phải là đồng hồ chạy. Còn bấm cái nút này thì là sẽ thu sóng radio. Do ở Việt Nam nó sẽ chỉnh bằng tay nên các bạn sẽ gạt sang cái phần manual set. Lúc này thì kim dây nó sẽ dừng sôi này. Và các bạn bấm cái nút ở dưới để chỉnh kim giờ và kim phút. Các bạn sẽ bấm cho tới khi nào nó dừng tới cái giờ hiện tại. Rồi bây giờ là 9:16. Và lúc này thì các bạn sẽ gạt sang phần start để đồng hồ bắt đầu chạy. Và các bạn thấy kim dây đã bắt đầu chạy này. Đồng hồ chạy rất là êm. Về mặt kích thước thì nó sẽ có một chiếc đồng hồ hình bát giác với khung gỗ, bề ngang là khoảng 35 cm, mỗi một cạnh thì có kích thước là 14 cm. Phần chiều dày của đồng hồ là khoảng 6 cm. Đồng hồ này nặng khoảng 1,4 cân. Nếu mà các bạn quan tâm tới chiếc đồng hồ Seiko Premium có hình bát giác là chạy kim trôi, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.